Rồi, hello các bác, chào các bác quay trở lại với kênh Hải Long Shop Linh Kiện DIY. Như hôm bữa đã thông báo ở trên Zalo là mới về được hơn 100 cái đèn pha 30, 50, 100, 150 với cả 200W, thì với cả một ít đèn lẻ kia nữa ha. Thì hôm nay tranh thủ làm video ha. Hàng này nó là hàng tồn kho thanh lý, có cái nó còn chưa có xài nữa. Mấy cái vỏ hộp nó bị bụi với bị rách thì em vứt đi hết rồi. Hàng này thì đã vệ sinh test từng cái vệ sinh sạch rồi ha. Giá rất là ok thôi ha. Thì chia làm hai clip nhé. Một cái clip ở góc bên này. Cái clip bên này là nó toàn 100W với 150W với 200W thì clip bên này ha. Chia làm hai clip đi cho nó dễ lên đơn, cho nó dễ bán nhé. Cái một một clip nó chia nó khó. Rồi, ok. Số điện thoại mua hàng thì em để góc bên tay trái màn hình ha. Các bác có thể gọi điện nhắn tin cho em sẽ lên đơn, chốt đơn cho các bác ha. Hôm nay còn có mấy cái bình ắc quy này nó cũng bán hết luôn à. Còn có hơn chục bình thôi. Hết rồi. Ok ha. Ở giờ sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một ha. Rồi, đầu tiên giới thiệu với các bác là cái này em bán theo combo nhé. Đèn này thì em sẽ bán qua combo, các bác để ý mã nhé. Mỗi một combo này nó chỉ có một mã thôi nhé. Combo này gọi là mã A1 nhé, gồm có 3 cái 30W ánh sáng vàng nhé. Giá là 240.000 3 cái em bao ship ha. Đèn led này. Như cái này thì nó chưa xài luôn nè. Đầu đầu dây nó vẫn còn nguyên, nó chưa có bị cắt, chưa có xài luôn. Hàng là tồn kho thanh lý. Vỏ này thì nó là vỏ nhôm nha các bác. Vỏ nhôm. Mặt kính này, mặt kính cường lực IP66, chống nước chống bụi, các bác để ngoài trời thoải mái ha. Đó, công suất là 30W nhé, LED for life. Ok ha. Chưa xài luôn á. Cái vỏ hộp thì em dục đi. Nó để lưu kho mà nó bụi lắm. Với cái 30W này thì cái mắt LED nó sẽ to hơn nhé. Đó, cái này thì của hãng khác này, KLED này. Đây cũng là vỏ nhôm nhé này. Nhưng mà cái chỗ này là cái tai nó bị gãy nhá. Cái mã này thì nó cái tai là bị gãy. Vỏ nhôm hết nhá. Chỗ này này. Thì các bác về các bác lấy keo các bác dán lại nhá. Thì được. Còn bị bao sáng hết cho các bác. Cái này thì 30W ánh sáng này, ánh sáng vàng nhá. IP65 66 là chống nước chống bụi đều ok hết ha. Chưa xài luôn á. Này, đầu dây vẫn còn luôn. Đầu dây vẫn còn. Thì có con nó xài rồi, có con chưa xài nhé. Như mấy con này là chưa xài luôn. Rồi thì có một cái nó bị bẻ cái tai nhé. Đó, hàng như nào video nói luôn nhá. Mã A1 3 cái 240.000 em bao ship ha. Mỗi một mã thì nó chỉ có một một, một cái thôi nhé, một rồi A1 rồi này, A2 đâu? Đây A2 đâu? Mã A2 ha. A2 gồm có hai cái 30W ánh sáng trắng nhé. A2 30W hai cái sáng trắng. 160.000 hai cái em bao ship ha. 30W. Chưa xài nhé, còn nguyên đầu dây á. Về thì các bác cứ đấu hai cái đầu này nè. Hai cái đầu này nè. Còn cái dây vàng cắt đi như thế này. Cái này lúc em test em cắt đi rồi. Này nó có ba dây, cái dây vàng nó chưa cắt thì các bác cắt nó đi, về tuốt đầu dây này ha. Hàng thì chưa xài nhé, hàng tồn kho thanh lý chưa xài, quá rẻ luôn, to chà bá luôn á. Này cái này nó to lắm, ngang 22, vuông là 22 nhân 22 đó, dày nó dày hơn 3 phân. Rồi combo A2 ha. A2 gồm có hai cái 30W sáng trắng, 160.000 hai cái em bao ship ha. Mấy cái này thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra test hàng rồi thanh toán, như hàng thì em đã test từng cái một rồi. A2, A3 này ha. Đó, combo A3. A3 này thì gồm có 5 cái 30W ánh sáng trắng nhá. Thì giá là 400.000 5 cái em bao ship ha. Đó. Hàng cũng chưa có xài nữa, cái đầu dây vẫn còn nguyên nhé.
thì mấy cái này là muốn đấu được dây nó phải tước đầu dây ra thì nó mới đấu. Như cái này là vẫn còn nguyên đó, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, cái này là em đã vệ sinh rồi, năm cái này. Cái này thì tất cả nó xài điện 220 ha, ánh sáng trắng hết ha. Rồi combo này là 5 cái nha các bác, hàng tồn kho thanh lý. A3 là gồm 5 cái 400.000, sáng trắng bao ship ha. Đó, cái này thì không có bể vỡ gì đâu. A4 này, A4 cũng 30W. Thì mắt LED này nó sẽ có cái làm ngang với cái làm dọc đó, nên là cứ phân theo mã để cho nó dễ bán. A4 này gồm có 5 cái nhá, mẫu A4 này gồm có 5 cái 30W sáng trắng, cũng 400.000, 5 cái bao ship luôn. Cho các bác xem từng cái một ha. Một mấy cái này thì nó lại không có thấy cái tai, về các bác phải chế cái tai nhé, có cái còn tai có cái mất tai nhé, như cái này còn tai này. Đó, hàng thì chưa qua sử dụng đâu, còn nguyên cái đầu dây này. Có cái thì chưa qua sử dụng, có cái thì sử dụng rồi, như cái này chưa nè. Có cái còn tai, có cái mất nhé. Combo A4 này thì 5 cái ừ đúng rồi. Cái này hai ok ha, như cái này thì nó xài rồi nè, ba bốn rồi, 5 cái rồi nha, 1 2 3 4 5 rồi, còn bên này là 6 cái thì 480. Ok ha, 5 cái này là 400.000 bao ship ha, combo A4 5 cái 30W sáng trắng. Cái A5 này nhé, A5 này thì gồm 6 cái 30W ha. A5 này thì gồm 6 cái 30W 480.000 bao ship ha. Đó, một cái này. Cái này có một cái đã bị mất con ốc đâu rồi. Hai này. Đó, chưa xài đó. Ba này. Bốn này. Năm này. 6 nè. Nói chung là có cái xài rồi, có cái chưa xài nhé. Hàng này nó là hàng lưu kho của bên dự án nè. Anh em nó đưa cho đó. Ok ha, combo A5 nhé. A5 là 6 cái 30W sáng trắng thì 480.000 bao ship ha. Cái này A6 ha. A6 này. A6 thì 50W, 50W gồm có 4 cái sáng vàng nhá. A6 4 cái sáng ánh sáng vàng nhá. Là 450.000 bao ship thì nó là cái này này. Đây ha. Thì gồm có một cái 50W này nè. Mới nguyên chưa xài đâu, nhưng mà hôm mà vận chuyển về nó bị mẻ một góc rồi. Còn nguyên cái phần nhôm đó, nó mẻ này chứ không ảnh hưởng gì nhá, nó không có bị bể kính nhá, nó chỉ bị mẻ cái cạnh thôi nha, mới tinh luôn, nó chưa xài luôn. Ok, gồm một cái này,
bên này sang vàng, sang ấm ạ. Rồi cái thứ hai ha, cái này loại lớn này, cái này cũng chưa xài luôn nhá. Cái thứ ba là tất cả là vỏ nhôm hết nhá, vỏ nhôm mặt kính thì mặt kính cường lực nhá, đầu chưa xài nhá. Cái thứ tư nào, đầu cũng chưa xài luôn. Rồi cái A6 này gồm có bốn cái nhé, bốn cái 50W thì ba cái to một cái nhỏ, nhưng một cái nhỏ thì nó bể cạnh nhé, thì giá là 450 em bao ship ha, quá rẻ luôn. Là hàng thanh lý mới vậy chứ bình thường mà một cái 50W, hàng hàng 50W thì bình thường em đã bán 150.000 một cái rồi, cái này hàng thanh lý thì bán giá rẻ hơn ha. Rồi 50W bốn cái mã A6 giá là 450, màu vàng hết ha, 450 bốn cái em bao ship. Cái mã A7 này gồm có 50W là hai cái này, 20W là một cái này, tất cả là ánh sáng trắng này, tổng là 250.000 em bao ship ha. 50W này, nó có hai kiểu mắt nét, mắt nét này nó OTB gì ở quyền mẹ rồi. Ok ha. Đó, như cái này còn chưa xài lên nhá. Này, cái nào xài là đầu dây bắt buộc nó phải tước ra để nó tuốt dây, để nó đấu dây. Hàng này mới chưa xài luôn, tất cả là vỏ nhôm hết nhé. A7 này, một cái 20W này, vỏ nhôm hết, chưa xài luôn. Cái 50W lớn này nhá, cái này cũng chưa xài lên này. Rồi mã A7 gồm có ba cái nhé, hai cái 50W với một cái 20W nhé, giá là 250 bao ship nhé. Rồi ok ha. Cái mã đây, cái này à mấy đây, ghi nhầm rồi, A7 rồi, A7, cái này là A8 nhá, A11 thôi, cái này ghi A mấy, A khác đi, này nó ghi lộn 2A rồi. Cái này ghi A bao nhiêu, A8, A9, A10, A11, cái này A12 á, A12. A12 nha các bác. Mã này A12. A12 này thì gồm có 50W ha. 50W nó có hai cái, hai kiểu. Một kiểu nằm dọc này, mắt nằm dọc này, một kiểu mắt nằm ngang này. Đó. Hai hãng led khác nhau nhá. Hai hãng led khác nhau, hai hệ mắt led khác nhau ha. Thì các bác lấy cái nào các bác lấy ha. Như cái này thì nó sản xuất ngày 28/2/2023 này, cái này thì không biết là ngày nào thì không không thấy hãng nó gì ở đây, nhưng mà hàng chưa xài đâu. Đó thì nó có hai hệ mắt nét nhé, mắt nằm ngang, mắt nằm dọc, bán đồng giá nhé. Mã A12 này là 50W, giá là 120.000 một cái, em bao ship luôn cho các bác nhé, hàng mới chưa xài luôn nhé. Này, như cái này đầu dây vẫn còn nguyên à, đầu dây cũng chưa tước luôn. Không. Nói chung là có cái xài rồi, có cái chưa. Mấy cái này đẹp hết nè. Như ở đây có một số lưu ý nhé. Thì một số cái chóa này mà nó khi mà các bác nhận á, các bác lưu ý là một số cái chóa này khi mà các bác nhận thì bên trong nó có một cái chóa bằng nhôm, nó có thể là chạy sọc sạch á. Thì các bác dốc ngược nó lại, các bác vỗ mạnh mạnh á, là nó xuống lại nhé. Ok ha. Thì trong quá trình vận chuyển thì nó có thể sọc sạch, thì có gì em nhắc trước nhé. Rồi cái này thì cũng có mười mấy cái đây này, này có mười mấy cái là hết rồi. Rồi 50W giá mã A2 50W sáng trắng giá là 120.000 một cái bao ship ha. Đi ship một cái với cả hộp nó cũng hết 30.000 rồi. Đó, bao ship luôn cho các bạn.
Ok ha. Đây là A12 nhé. Còn đây là A8 này. A8 này thì combo bán combo nhé. Cái này có 40 cái. Có 20 cái mẫu này, 20 cái mẫu này ha. Mà nó là tròn. Ánh sáng ấm ha. Tròn ánh sáng ấm và giá 10 cái bán combo 10 cái nhé, em không bán lẻ nhé. Cái này bán combo 10 cái. Thì giá là 10 cái là 320 ngàn trên 10 cái em bao ship ha. Tổng có 40 cái thôi. Mà nó là tròn. Thì lấy ra cho các bác coi. Và cái này mã A8 nhé. Cái này cũng tròn luôn. Cùng công suất luôn. Để lấy kia. Cắt rồi cho bác coi nhé. Hàng này thì là hàng chưa xài nhé. Đó, tròn nhé. Tai inox này. Này nó không có cái driver. Driver thì chắc để nó rớt ra ngoài để tí nữa lấy bỏ thêm. Thì cái này nó khoét lỗ này em. 3000K này, sáng ấm này. Công suất là 12W này. Bề ngoài ha. Bề ngoài của nó là 17 này. Củ bì 17 này. Phần khoét lỗ là 15 này. Ha, tròn, ánh sáng ấm nhá. Công suất là 12W nha các bác. Ánh sáng ấm, công suất là 12W. Cái này thì để thêm cái driver vào. Chắc nó rớt ra ngoài rồi. Đấy, cái này cũng vậy, cái này cũng là tròn luôn. Đợt này còn một ít đèn bán thanh lý lốt để lấy cái 2 tấn motor về chứ kho nó không cho gửi nữa rồi, gọi điện ý ới rồi và cho thêm một ít ngày nữa đi thì bán hết đầu trong ấy thì lấy về. Này cũng vậy. Đó, phủ bì là 17 nè, khoét lỗ là 15 nè. À, hàng này slim siêu mỏng nhá. Ok, tất cả nó vỏ hợp kim nhôm để nó tản nhiệt hết ha. Đây. Rồi, có 40 cái 12W sáng ấm nha. Cái này sáng ấm nha. Để coi em kẹp cho các bác coi. Đây. Có cái dây nó dài dài. Chào bác anh nhé, 12W ánh sáng ấm đang quay vào buổi chiều, sáng lắm. Ok ha. Yeah. Có 40 cái tròn thôi, vuông thì còn nhiều, tròn vuông thì còn cứ khoảng tầm 200 cái. Còn tròn thì không, nó mới về theo cái lô đèn LED ạ, lô đèn phá LED ạ. Thì được có 40 cái thôi nhé. Cái này mà ánh sáng trắng, mấy cái lô đèn... đèn dự án mà ánh sáng trắng là bán nhanh hết lắm. Ánh sáng vàng thì bán hơi lâu một chút xíu. Hàng này thì nó đều là hàng mới cả. Các bác mà mua cửa hàng thì nó phải hơn 100 ngàn một cái đó. Em bán có mấy chục ngàn, hàng thanh lý dự án em bán có mấy chục ngàn. Rồi, ok ha. Đấy, test qua cho các bác coi. Rồi cái này mã A8 nha các bác, 12W. Công suất là 12W, giá là 320.000 trên 10 cái ha. Có 4 combo thôi nhé. 1, 2, 3, 4. Rồi xong. Cái này nè. Cái này là 24W nhé. Cái mẫu A9 này 24W thì gồm có 5 cái vuông và 5 cái tròn. Cái này là ốp lỗi hết nhé. Hàng chưa qua sử dụng luôn ha. Ốp lỗi hết. Gồm có 5 cái vuông và 5 cái tròn nhé. Mã A9 này thì các bác mua 5 cái. Lấy 5 cái vuông thì lấy, 5 cái tròn thì lấy nhá. Giá là 300 ngàn trên 5 cái. Em bao ship ha. Ánh sáng trắng hết nhá. Cái này là ánh sáng trắng hết. Rồi. Có cái thì còn hộp, có cái thì vỏ hộp nó rách thì em vứt đi. Ha. Hàng thì chưa xài luôn nhá.
để đo kích thước nhé. Vuông là 10 là 27. 27 nhân 27 ha. 27 nhân 27. Phần bề dày là 2 cm. Bên trong này có tai đây, được bắt khoan hai ốc, hai tai bắt ngược lên nhá. Để thôi, anh sáng trắng hết nhá để kẹp test cho các bác coi. Chưa xài luôn á. Nặng gần 1 kg một cái. Nếu mà cái này mà mua cửa hàng 24W này, mua cửa hàng nó không dưới 250 ngàn một cái đâu. Em lòng bán có 65-30, 60 ngàn một cái. Mua 5 cái bao ship rồi. Sáng lắm. Hàng thanh lý dự án, cái này cho các bác chế làm cái ốp lỗi ở nhà. Đó, sáng lắm. Nè. 24W nhé, anh sáng trắng. Gồm có 5 cái ốp lỗi vuông, 5 cái ốc lỗi tròn nhé. Đó, tròn thì nó như thế kia cả. Ok ha. Thế thôi. Rồi cái này nó là cái mã gì? A9 nhé. A9, 5 cái 300 ngàn bao ship, 5 cái vuông hoặc 5 cái tròn thì tùy nhé. Hoặc các bác nào thích thì ôm hết. Thì 600 ngàn trên 10 cái. Để không, bao ship. Rồi cái này A10 nè. Mẫu này A10 nhé. A10 thì gồm có 2 cái 200W. Đèn pha 200W ha. Một cái là 200W, nó không có tai rồi. Hàng về nó đâu, nó vứt tai cái vỏ này, vỏ nhôm nhé. Vỏ nhôm hay vỏ nhựa ta? Để coi. À, vỏ nhôm nha các bác. Đó. Vỏ tản nhiệt bằng nhôm. Ok ha. Này thì nó đã qua sử dụng rồi. Nó mà tước dây này nó xài rồi đó. IP66 chống nước, chống bụi, các bác để ngoài trời thoải mái nhé. 200W một cái. Thì combo này có 2 cái thì giá là 400 ngàn trên 2 cái em bao ship ha. Nhận hàng kiểm tra tiết hàng rồi thanh toán ha. Đó, còn không thì bác nào mà thích lấy một cái thì lấy. Ok ha, cái này là mã A10 nhé. 200W, 2 cái 400 ngàn. Anh sáng trắng nhé. Rồi, mỗi một cái mắt này, vậy là tương đương mỗi cái mắt này là 50W ạ. Tiếp theo cái combo số 11 nhé. Combo số 11 này thì gồm có 12 cái công suất là 10W nhé. Ánh sáng trắng. Để hàng mới chưa xài đâu, còn nguyên hộp này. Đó, trong hộp ấy, tổng là 12 cái nhé. Cái này nó nhỏ nhỏ thôi. Thì các bác về cho nó chiếu đèn sân vườn hoặc là đèn cổng, hoặc là chiếu những cái khu vực mà không cần ánh sáng mạnh lắm ha. Công suất nó chỉ có 10W một cái thôi nhé. Cái này loại nhỏ xinh. Cái vỏ này vỏ nhôm luôn nhá. Đây, đo cho các bác này. Bề ngang là 8.5. Bề này là 11.5. Bề dày nó là 3. Tổng là 12 cái nhá. Bao sáng, bao test từng cái một. 10W, 12 chiếc 400 ngàn, bao ship ha. Đó, có nguyên một thùng rồi thôi. Rồi, ok. Tiếp theo đây, cái bình ắc quy này thì em còn có hơn chục bình này, 4, 3, 12, 16 bình nhá. Rồi 16 bình thì bình này là 12V 5.5 AH một bình nhá. Thì bình này là các bác lắp xe máy đều được nè, lắp bình thuốc sâu ok nè, lắp cho hệ UBS đều được nè. Một bình này nó nặng 2,2 kg một bình nhé. Hàng này UBS, hàng bình khô kín khí. Nó trong nó không có axit đâu. Nó chỉ đổ axit bình đầu thôi. Hàng này của Sanjo Denki, Hitachi Sanjo Denki ạ. Của cái hệ UBS Sanjo ạ. Tháng 6, tháng 7 năm ngoái là về 10 tấn á. Nó về 2 đợt. Một đợt đầu về 6 tấn, một đợt sau về 4 tấn. Thì cái bình này về đợt sau ạ. Rồi. Còn có mười mấy bình là hết rồi nhé. Thì các bác mua một bình thì là 190 ngàn một bình nhé. Em bao ship luôn.
Bữa trước là bán 225 ngàn một bình nhá, bây giờ nó còn mười mấy bình bán thanh lý nhá. 190 ngàn một bình bao ship ha. Rồi các bác mua từ bình thứ hai đi trở đi thì còn 180k trên một bình ha. Mua từ bình thứ hai thì còn 180, bình đầu thì còn 100 là 190 ha. Ok ha. Cái này em đang lắp vào cái xe máy ở nhà đó, để có gì để cho các bác coi. Đang lắp cái xe máy xe quay RSX nhà em đã lắp từ tháng 6 năm ngoái đến giờ. Rồi tí nữa em quay cho bác coi, còn có mười mấy cái là hết rồi. Rồi ha, thì sang cái khác. Rồi tiếp theo giới thiệu với các bác là motor quay chậm 10 vòng trên 1 phút, chế quay gà quay vịt ha, công suất thì 28 tới 30W ha. Motor này là motor mới 100% trước qua sử dụng ha, em mới bấm đầu cốt rồi bấm tụ vào cho các bác đó. Chứ còn hàng mới về nó không có đầu không không có tụ. Thì đặt tụ bấm vào cho các bác đó. Hàng em nong làm rất là cẩn thận luôn ha. Đó, mới bấm được 30 con để chuẩn bị giao đi cho bác khách thì tiện quay video luôn ha. Cái motor này thì nó có thể đảo chiều được. Cái này tải của nó là từ 8 tới 10 kg, vòng quay là 10 vòng trên 1 phút cho các bác chế quay gà, quay vịt cũng như là chế quấn rèm, quấn cửa ha. Nói chung là tải 8 tới 10 kg thì các bác cứ liệu các bác chế ha, nó có thể quay trái hoặc là quay phải, nói chung là quay ngược chiều lại được ha. Cái mẫu cũ thì nó không quay ngược chiều được. Và mẫu này thì nó không kèm cái đầu nhông đâu nhé. Mẫu này thì nó không có về kèm đầu nhông. Đó, hàng vùng nguyên, nó còn nguyên cả cái đầu chuộc, hàng mới chưa qua sử dụng nhé. Motor thì em bao chạy êm cho các bác nhé. Cái này thì hôm bữa một số bác yêu cầu em hỗ trợ làm cái công tác đảo chiều thì em cũng đã mua đồ về em chế rồi. Lần này rất là nhỏ gọn thôi. Thì bây giờ nó sẽ có hai 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 kiểu ha. Một kiểu là không làm đảo chiều thì các bác em đấu sẵn như này về các bác cứ đấu quay thì nó sẽ quay một chiều thôi, còn muốn quay ngược chiều còn lại thì các bác đấu cấp nguồn lại vào cái đầu chỗ này nhé, cái đầu này không cấp, cấp đầu này đấy thôi. Còn như này là em đang làm cho nó quay một chiều nhé. Còn model đảo chiều thì có sẽ có một cái công tắc đảo chiều đây này. Tắt mở với đảo chiều thì ở đây công tắc bập bênh, gọi là công tắc bập bênh ha. Rồi sẽ báo giá nhé. Cái hàng này là của thằng GT Motor ha, nặng 1,2 kg một cái, motor lõi đồng như cái này thì nói biết rồi, hộp số sắt nhé, chạy êm ru. Thì cái này motor này thì giá là 180k một cái trên một chiếc, là cái loại không không có chế công tắc đảo chiều ha. Còn các bác thích đảo chiều các bác cấp ngược lại thôi cũng được, không có gì cả, là 180.000 một cái. Mua hai cái trở lên thì em bao ship ha, nó không có kèm đầu nhông. Hôm bữa còn 100 cái đầu nhông thì bán hết đi rồi. Model thứ hai là nó em có chế cho thêm các bác là cái công tắc đảo chiều tắt mở ha, thì cái này thì giá là 190k trên một chiếc nhá. Giờ em test cho các bác coi nhé. Đây, motor thì motor mới. Mấy cái này thì em chế cho các bác ấy. Em làm thì nó nhanh cho một số bác không biết chế đâu, về mò cả ngày ạ. Rồi, mua mỗi cái công tắc bập bênh này là ok thôi. Các bác nhìn nhé. Ở đây thì nó sẽ có hai dây, một dây màu đỏ, một dây màu đen, thì các bác cứ cấp nguồn điện 220 vào hai cái đầu dây đó là được ha. Rồi, ở đây có cái công tắc là đang để chế độ giữa là tắt, bật sang bên trái nó quay nè. Motor quay 10 vòng trên 1 phút êm ru ha. Rồi, muốn quay nó ngược lại ha thì ấn ấn nút này này, tắt này. Xong quay ngược lại, đó là sẽ quay ngược lại. Đó, vậy thôi. Đây, công suất tải này 30-31W này. Nói chung là nó dao động từ 28 tới 30W ha, tùy từng con nhé. Đó. Tốc độ quay là 10 vòng trên 1 phút,
Và cái này á, em nói luôn là một số bác mua hàng hỏi là làm sao mà anh lấy cái tay anh quay cái trục này không được, là các bác lấy tay cái tay không, các bác quay trục này không có được đâu nhá, vì cái này là nó qua hộp số, nó có cái tỷ số truyền rồi, các bác phải đủ lực thì các bác mới quay được, chứ còn bình thường các bác lấy tay không quay không được ha. Đó, quay ở bên trong hộp số, quay ra ngược ra thì được, còn quay ngược lại thì không được đâu nhé. Với cái thứ hai nữa là motor này á, nó dùng cái vỏ nhôm, tất cả cái vỏ nhôm này này để nó tản nhiệt cho cái motor, thì các bác chạy khi mà có tải á thì nhiệt độ nó rơi vào khoảng 40 45 độ ha. Thế các bác sờ vào cái vỏ nó nóng, một số bác cứ thắc mắc làm sao mà nó sờ nó nóng vậy, thì em cũng giải thích luôn ha. Đỡ các bác đỡ thắc mắc nhé. Nó sẽ dùng chính cái vỏ nhôm để nó tản nhiệt cho cái motor bên trong nhé. Nên các bác sờ vỏ nhôm nó sờ nó sẽ nóng có khoảng 40 45 độ nhé. Vậy thôi chứ không có gì cả. Còn motor thì motor mới em bao chạy cho các bác nhé. Ok. Nếu mà bác nào mà thích lấy cái mẫu đảo chiều này thì các bác lấy này là 190. Còn mà mẫu không đảo chiều như thế này, quay một chiều thôi, không chứa đảo chiều, quay một chiều thôi thì là 180 ha. Mua hai cái trở lên thì em bao ship, nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng rồi thanh toán ha. Rồi. Rồi, tiếp theo nha các bác. Hôm nay ra kho thì em lấy được 4 thùng. Hơn 4 thùng, một thùng này là 20 cái. Số này nữa là tổng là 85 cái quạt điện 220 hàng Oric của Nhật nhá. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng luôn như các bác, chạy báo êm, công suất là 25-26W. Ok, cái này thì kích thước 12 x 12 nha các bác. Kích thước là 12 x 12. Vỏ tất cả là vỏ nhôm, cánh thì cánh 5 cánh nhựa nhá. Mà chạy êm lắm, vòng thì vòng bi nhá. Đó, hàng Oric nha. Lâu lắm nó mới được một lô này. Hàng này thì của Nhật nhá. Đó, xài điện 200 220V, tần số 50 60 Hz ha. Đó, ở đây thì nó ghi công suất có 13 14W thôi, nhưng mà đo thực tế thì nó 25W một cái nhá. Model đây, hàng Oric của Nhật ha. Đó, kích thước cho các bác nhé. Cái này về cho các bác là chế quạt hút mùi, quạt thổi hoặc quạt làm mát, quạt tản nhiệt đều ok cả ha. Xài điện 220 luôn nhé. Kích thước 12 cm này, nhân 12 cm này, bề dày là 4 cm này ha. Đó, hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé, bao êm bao chạy hết cho các bác nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng rồi thanh toán. Đầu dây thì nó chỉ có chừa một chút thôi đấy, dây thì dây đồng hết ha. Rồi báo giá đi, xong rồi em test cho các bác nhé. Số lượng có 85 cái thôi nhá, một thùng này là 20 cái, là 4 thùng là 80 cái, với lẻ ngoài này nó có 5 cái nữa, tổng là 85 cái thôi nhá. Các bác tranh thủ, lâu lắm nó mới có một cái lô hàng mới như thế này ha. Giá một cái là 90k một cái trên một chiếc ha. Đợt này được 4 thùng này giá nó cũng ok, nên bán giá ok cho các bác nhé. Chứ còn thường một cái mà hàng của nội địa của Nhật này thì trước em phải bán 110 đến 115.000 một cái, đợt này giá nó ok hơn ha. Giá là 90.000 một cái ha. Các bác mua từ 3 cái trở lên thì em bao ship ha. 90.000 một cái, mua 3 cái trở lên thì em bao ship, nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng rồi thanh toán ha. Quạt chạy êm ha. Hàng mới nhá. Đó, có mấy thùng mới thôi này. 1 2 3 4 đây. Em có để ở đây em test cho các bác coi nhé. Để lùi lùi ra đây quay cho nó dễ. Có motor, có đồng hồ đo nguồn rồi nhé. Chờ chờ bác coi. Đấy. Quạt nó chạy nó đề ba lên này. Ok ha, motor chạy khỏe, công suất này. Đồng hồ đo này. 20 23W 7, 24W này. Nhìn rõ. Đây nó có đèn nên nó loang loáng. Rồi 23.8, 23 chấm đó. Ăn dòng 0.13A điện 224V. Đó. Chạy êm nhu ha. Nó chạy mạnh ha. Này về cho các bác chế thì thôi rồi.
Nó không cần. Ok ha. Giá là 90.000 một cái, mua từ 3 cái trở lên thì em bao ship ha. Rút quạt ra chạy tít mù nó đấy. Rồi tiếp theo giới thiệu với các bác, hôm nay em về thêm được mấy trăm con CB của Nhật ha. Hàng nội địa tháo tủ của Nhật thôi chứ của Hàn Quốc thì đợt này hết hàng rồi. Còn có khoảng mấy chục con 20A nữa. Ủa kìa, 20A của Hàn Quốc rồi. Còn đâu là hết sạch rồi đó. Giờ là chỉ còn hàng của Nhật ha, thì mới về luôn nè. Mới về mới vệ sinh test và bọc này thì lên video luôn ha. Hôm nay nó sẽ có cái mẫu mới nhá. Mẫu này là mẫu hộp vuông loại lớn nhá. Còn là loại Mitsu công nhỏ thì đây. Ok ha. Có đấu sẵn một con đây để tí nó test cho các bác coi ha. Đây vào việc luôn nhá. Chỗ này thì nó có trăm con, hơn trăm con thôi ha. Tất cả là 30A ha. Loại này gọi là hộp vuông nhá. 30A vuông, hàng của Nhật thì nó sẽ có nhiều mẫu, nhiều mã, nhiều hãng ha. Hàng này thì nó là hàng tháo tủ đã qua sử dụng rồi nhá. Hàng này thì em sẽ bảo hành cho các bác là một năm luôn. 30A này. Tại 30A này, dòng dò 15A này. 15 mA này. Dòng con này thì dòng dò 30 mA. Nói chung là bán theo tải ha, còn dòng dò 15 tới 30 mA không ạ. Như con này là 30 mA. Làm 30A nhưng mà dòng dò 15 mm này. Đó. Loại ở vuông lớn này. Loại vuông lớn. Dòng dò là đây, con này có Lito mới dòng dò bao nhiêu đây? 15 tới 30 mA. Thì nó có hai loại vuông ha. Một cái vuông lớn, một cái vuông nó hơi nhỏ hơn một chút xíu đó cho các bác coi. Vuông vuông này là vuông hai chân này. Còn này vuông lớn hơn nữa thì nó là ba chân này, có đánh dấu ra vào cho các bác hết rồi nhé. Đó, có một số con nó hơi đặc biệt thì có đánh dấu ra vào hết cho các bác rồi ha. Đầu dưới thì nó lại đầu vào mấy cái con vuông vuông ba chân đó. Con nào mà em đánh dấu như thế này ha. Con nào mà em đánh dấu này thì đầu đầu dưới á, là nó là đầu cấp nguồn điện vào và đầu trên là cấp nguồn điện ra ha. Ok. Đó, con nào mà cái ký hiệu đầu vào đầu ra nó hơi đặc biệt một chút xíu là em đã ký hiệu cho các bác rồi nhé. Còn tải thì là 30A, dòng dò từ 15 tới 30 mA hết ha. Thì giá của một em nó là hàng này bảo hành cho các bác là 1 năm 1 đổi 1 luôn nhé. Ngoại hình thì 80-85%, một con thì 90%. Nhưng con này thì rất là đẹp luôn này, 90% luôn. Vệ sinh test thiết hết cả rồi. Tiếp điểm đồng thì sáng bóng ha. Về đấu điện là xài thôi. Thì giá là 100k một cái ha. 100k trên một chiếc nhé. Loại này thì 100.000 trên một chiếc, mua từ 3 chiếc trở lên thì em bao ship ha. 100.000 một chiếc, mua 3 chiếc trở lên thì em bao ship, CB bảo hành 1 năm. Một đổi một cho các bác ha. Nhận hàng kiểm tra test hàng rồi thanh toán thì nó có hai mẫu ha. Mẫu vuông nhỏ và mẫu vuông lớn, đều tải là 30A hết ha. Đó, thì các bác thích lấy con nào thì lấy. Mẫu lớn này cũng vậy, 100k. Đó, hàng này thì nó là hàng tháo tủ điện của Nhật đó. Loại này thì cho các bác về lắp cho mình nước bình nước nóng lạnh này, tivi tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa này, hoặc phân khu phân tầng nó ra, phân phòng, phòng bếp, nhà bếp, hoặc là mấy cái phòng trọ, nhà trọ, phòng trọ nhỏ thì mấy con 30A này là lắp tổng được nhé. Ok ha. Đây là loại loại vuông lớn nhé. Còn đây loại 30A Mitsu nhỏ này. Cái này là 30A Mitsu nhỏ, về được 300 con nữa nhá. Hôm bữa là hết hàng rồi, hôm nay là mới về được thì đã vệ sinh test hết cả rồi. Loại này thì cũng sẽ là bảo hành cho các bác 1 năm 1 đổi 1 ha. Dòng dò của nó là 15 mA ha. Đó. Hàng này thì ngoại hình nó 95% luôn ha. Ở mấy nữa nó sẽ có một cái đợt thanh lý cái hàng, nó bể cạnh vỡ cạnh thì lúc nào ấy thanh lý sau nhá, để em soạn ra đã ha. Hàng này thì bảo hành cho các bác 1 năm 1 đổi 1. Loại này thì giá là 90.000 một cái. Loại này thì trước giờ bán nhiều rồi, 90k trên một chiếc ha. Loại này nó nhỏ gọn nên nắp nó dễ.
Loại này thì có thể là lắp được vào hộp silo lõi cũng như hộp silo âm tường, chứ còn loại vuông vuông này thì không có hộp. Ok ha. Loại này thì là 90 ngàn một cái, mua 5 cái trở lên thì em mới bao ship ha. Bảo hành 1 năm một đổi một. Ok ha. Rồi, ở đây nhá. Ở đây là em lấy cái ghế em ngồi đấy. Đã đấu điện vào để test cho các bác coi nhé. Test đầu tiên là các bác phải on CB lên này, đấu điện nguồn vào là on CB lên này. Ấn nút test CB nhảy là ok rồi ha. Chỉ cần ấn nút test CB nó nhảy là ok rồi, không cần có phải thử dò ra ngoài đâu. Nếu mà CB nó bị lỗi chống giật thì các bác ấn nút test là nó không nhảy đâu. Ok ha. Còn bây giờ là một số bác cứ thích là muốn test cái dòng giò thì đây em sẽ test cái dòng giò cho các bác coi nhé. Đây là con 30A hộp vuông lớn nhé. Muốn test cái để em đây đây. Muốn test cái chống giật chống giò thì các bác cho nó giò cái pha nóng ra ngoài ha. Đây này. Đó, pha nóng thì là cái đồng hồ nó kêu tít tít này. Ok ha. Đó, cho nó dò ra đấy này. Giờ em xoa tay này, xoa tay vào cái thanh này. Ok ha, giật nó tê tê thôi nhé. Ha, giật nó tê tê thôi. Ok chưa? Rồi tiếp theo cho các bác, em về thêm được mấy bao quạt ha. Quạt này là quạt 12V, kích thước là 8 x 8 cm ha. Cái này thì cho các bác chế tản nhiệt cho mấy cái máy móc thiết bị nhỏ ha. Làm quạt hút kiểu hút thiếc thiếc thứ thôi, chứ còn mà làm quạt mát thì không được nhé. Làm quạt tản nhiệt cho máy móc thiết bị đẩy hoặc là mấy cái mạch điện tử thì ok ha, hoặc là thông gió mấy cái mạch điện tử thì ok này. Cái này chạy bền lắm nhé. Tí nữa xuống dưới kia em cho các bác coi, em lắp vào cái bộ UBS của em á, làm thông gió cho cái UBS chạy liên tục 24 trên 24, chạy từ tháng 6 năm 2023 tới giờ luôn á, chạy liên tục 24 trên 24 luôn. Em du tí nữa xuống em quay cho các bác coi. Rồi cái này kích thước nó là 8 x 8 cm nhá, về được mấy bao ở đây, chỗ này với chỗ này nữa thôi. Với cả về thêm được quạt 12V Lidex nữa, tí nó quay luôn. Kích thước là 8 cm nhé, nhân 8 cm, bề dày của nó là 3 cm ha. Điện 12V nhá, cái này thì nó 3 chân thì các bác cấp 2 chân thôi nhé. Hàng này là hàng tồn kho, nó chưa qua sử dụng được nhưng mà nó có bụi nhé. Ok, có thêm một cái khung sắt để các bác chế gì các bác chế, còn không các bác tháo mấy con ốc các bác vứt ra ha. Ở đây thì nó có 3 chân thì các bác cấp 2 chân thôi nhé, cái chân màu trắng, cái chân điều tốc, các bác không có mạch điều tốc thì không có dùng được. Thì cái màu đỏ là cực dương, màu đen là cực âm, dây trắng thì mình cắt bỏ ha. Quạt thì em bao chạy từng cái một, bao test từng cái một, bao chạy từng cái. Quạt mới nhé. Hàng này chưa xài đâu, nó để tồn kho thì nó bị bụi biết, nó để trong kho. Cấp điện 12V nhé. Rồi cái này thì combo 5 cái nhé, bán combo 5 cái nhé. 5 cái là 75 ngàn ha. 75 ngàn thì cộng thêm phí ship. Các bác mua 10 chiếc thì 140 em bao ship ha. Nhận hàng kiểm tra test hàng rồi thanh toán, bao chạy từng cái một nhá. Có bụi rồi vệ sinh thêm đi nhá. Về các bác vệ sinh đi nhá. Ok. Tí là xuống quay cái quạt này em lắp vào cái UBS cho các bác coi, chạy êm ru luôn. Chạy liên tục 6 tháng trời luôn ạ. Để tí xuống quay cho các bác coi. Rồi, đây quay cho các bác coi nha, cái con quạt 8 x 8 cm em chế vào cái UBS để tản nhiệt ha. Đó, chạy liên tục từ sáng tới tối 24 trên 24 luôn nhá. Nó chạy quả tân tít ngủ các bác không nhìn đấy. Đó, cánh nó quay kìa. Để coi lấy cái đèn rồi. Không, chạy 24 trên 24 luôn ha. Chạy từ sáng tới tối, chạy hiện tại đến bây giờ là khoảng 7 tháng rồi.
cái đợt mà em thay mấy cái bình ở đây này, em chế thêm cái quạt này cho nó làm mát cho cái mạch chạy bụi không. Ok ha, chạy bền lắm. Rồi, tiếp theo giới thiệu với các bác cái quạt 12V Lidex. Hàng này nó dùng cho mấy cái tủ lạnh Samsung ha. Thì về được 3 bao thì nó rơi vào khoảng tầm 6 70 cái gì đó. Ờ, đây một bao này với hai ba để chỗ góc kia. Tổng nó có 6 70 cái thôi ha. Lần này về thì giá nó cũng ok hơn. Hàng này tất cả là hàng mới chưa qua sử dụng ha. Hàng mới chưa qua sử dụng, mới lấy về chiều qua đây, hôm nay tranh thủ quay video luôn. Thì kích thước của nó là 20 x 20 ha, cái khung này này, 20 x 20. Đó, đường kính cánh là 17 ha, 5 cánh, 1 2 1 2 3 4 5 cánh ha. Motor này là motor Bluetooth không chổi than ha. Hãng sản xuất là hãng Nidec, sản xuất tại Việt Nam mình ha. Điện áp là 12V và ăn dòng là 0.11A ha. Cái này thì nó chạy rất là êm nhé, chạy rất là êm. Này về cho các bác làm quạt hút, chế quạt hút mùi này, thông gió này, hoặc là để làm quạt mát trên mấy cái ô tô ha. Ok, thì cái này nó cũng sẽ có 3 sợi, thì mình xài 2 sợi thôi nhé. Cái sợi màu đen là cực âm, màu đỏ là cực dương, dây trắng thì mình cắt bỏ ha. Dây trắng nó là dây điều tốc á, thì mình bỏ luôn, vì mấy cái này phải có mạch điều tốc thì mới dùng được ha. Mình chỉ cần cấp màu đen với màu đỏ, đen là cực âm, đỏ là cực dương là nó chạy mắc tốc thôi ha. Nhớ là cấp đúng cực nhé, cấp ngực cực một cái là cái mạch bluetooth ở bên trong nó cháy luôn ha. Vì motor này nó là mạch bluetooth không chổi than, motor từ ha, chạy êm lắm. Các bác quạt Lidex này thì có giá là một cái là 65 ngàn ha. Các bác mua 3 cái thì còn 190 ngàn. Em bao ship ha. Mua 5 cái thì còn 300 ngàn. Em bao ship ha. Nhận hàng, kiểm tra hàng, test hàng, thanh toán. Nhưng mà nhớ là cấp đúng cực nhé. Trước khi gửi cho các bác này em đã test rồi. Ok ha. Số lượng thì còn về được 33 thì có khoảng 6-70 cái thôi. Đấy là hết rồi. Rồi, video test con quạt 12V Lidex nhá. Quạt này thì là quạt mát của cái tủ lạnh á. Motor thì motor không chổi than ha. Đó, quạt quay êm ru nhá. Quạt khỏe nhá. Cái này về các bác kẹp bình hoặc là chạy nguồn 12V. Con này ăn dòng rất là nhẹ, nó ăn có 0.0 mấy A thôi, ăn rất là nhẹ luôn. Kẹp cái bình 12V 3A tới 5A chắc chạy cả ngày không hết. Chạy êm ru, hoặc là các bác có thể chế chế hai ba cái vào với nhau cũng được, hoặc là các bác chế làm cái quạt hút mùi hút than hiếc thoải mái ha, khói trì đó, hoặc là dùng cái quạt thật này làm cái quạt thổi thổi than, thổi lửa, hoặc quạt thông gió. Nhưng mà cái này thì xài điện 12V nên nó mua thêm một cái cục đổi nguồn nữa là xong. Đó, chạy êm ru ha. Phải tiết qua đây. Đó kìa. Rồi, ok ha. Rồi tiếp theo về thêm được mấy bao cái chóa đèn Hàn Quốc ha, dây điện chóa đèn nha. Cái này gọi là dây điện chóa đèn. Thì này nó có 10 mét nhé. Hàng này hàng mới chưa qua sử dụng ha. Sợi dây này là 10 mét này. Cái chóa. Cái này về thì các bác nắp bóng vào các bác xài nhé. Này nó có công tắc tắt mở đây này. Đó. Ok, nắp cái đuôi E27 thì nắp những cái bóng đuôi E27 vào đây ha. Nắp bóng thì các bác lấy cái tay các bác bóp này ra này, các bác gạt cái cover này ra. Rồi xoáy bóng vô. Đó, xong rồi đậy vô. Này thích hợp cho các bác nào sửa xe máy, xe đạp, ô tô, hoặc là mấy bác ở dưới cái mấy cái tàu thủy hoặc là thuyền á. Thì khi mà các bác cầm cái này vào góc rọi vào các thiết bị á, nó có cái phần này nó che, nó không có bị lóa vào mắt ha. Sợi dây này dây dài 10 mét, đầu cắm thì đầu cắm tròn nhé. Ok, dây thì 0.75 mini vuông nhân 2 sợi nhé. Cái này thì giá là 120 ngàn một cái ha. 120k trên một chiếc. Bữa nó có dây 20 mét cơ, nhưng mà dây 20 mét lần trước về là bán hết rồi.
Lần này về chỗ này chắc còn khoảng tầm 4-50 giây này ha. 120 ngàn một cái. Ok ha. Sợi 10 mét. Là thêm được cái khóa đèn tắt mở nữa. Đó, vậy nha.